Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái môn học mà chúng ta sắp sửa tham dự vào trong cái khóa tu kỳ này đó, An cư kiết hạ khai 2014 tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Thì xin các quý chư tăng, quý chư ni và các quý Phật tử hoan hỷ cho phép, vì hoàn cảnh của sư rất là bị trở ngại, là rất là bận. Do đó năm nay kiết hạ của trường hạ Việt Nam mình đây đó, sư chỉ có đến với Phật, quý chư tăng, quý ni và quý Phật tử một tuần lễ thôi, thứ bảy và thứ bảy tuần sau. Thứ bảy này nè là sao sư phải trở về, tại vì hiện tại ở đây nơi trú xứ của sư đó là Tứ Phương Tăng Tự đó, thì có ngài trưởng lão Ma Chatila, ngài là viện chủ của thiền viện Mahasi ở tại Yangon, Miến Điện á, ngày qua để hướng dẫn cho chư tăng, chư ni, quý sư cô ở các nơi tới, cũng như các vị Phật tử ở tại nơi vùng Virginia, Maryland, để học khóa tu Vipassana với ngài Chatila, ngài hướng dẫn. Và sư thì phải là assistant, sư phải trợ giúp cho ngài, rất là bận việc mà sư phải chia sẻ, vì nhớ mấy tầng như này ở đây quá, nó phải xuống đây. Do đó nó phải xuống đây á, mà sắp xếp được có một tuần là phải trở về lại, phải cùng lo cái việc cho ngài Chatila. Sau tây tháng 7 này á, là sư có khóa giảng cho tất cả người Tích Lan, Sri Lanka ở tại vùng Washington DC, qua chương trình nói bằng tiếng Anh, để cho họ biết theo lời mời của vị tăng thống Phật giáo Tích Lan ở Washington DC, như cả Hoa Kỳ này là ngài Thomas Seri. Sư với ngài Chatila phải tới đảm nhiệm, tức là năm tây sư về ở đây, năm tây sư về, sáu tây sư phải vô cái chương trình hướng dẫn cho người Tích Lan của cộng đồng Phật giáo tại Washington DC, và tám tây thì ngài trở về. Thì lúc bấy giờ là có cái chương trình tu học về Pali Grammar và Pali Chanting cho tổng cộng đồng người Việt Nam ở tại Washington DC, Maryland và Virginia, mà do sư thỉnh mời vị hiệu trưởng trung tâm đào tạo chư tăng ở tại Tích Lan qua đảm nhiệm trách nhiệm cái đó cho sư. Do đó đó, cái chương trình đó phải kiếp dài 3 tháng an cư, sư cũng phải vô an cư. Mà năm nay á, tuổi già sức yếu, do đó sư phải nhập thất. Do đó quý chị tăng trên này hoan hỷ, lúc này sức khỏe không cho phép đó, nên các vị tăng quý này thấy lúc này sư ốm không? Ốm là gì? Thì đó đó, thì sư phải nhập thất đó, và sư giao cái chương trình hướng dẫn cho chư tăng Tích Lan, và sự điều hành của sư phải sắp đặt như vậy. Và sau đó đó, thì sư phải có cuộc họp rất là quan trọng và khoáng đại lớn của trung tâm thiền viện Mahasi, 510 chi nhánh ở tại nơi Yangon. Và hai năm qua bị lo bằng việc Phật pháp tại nơi Hoa Kỳ, sư không đến tham dự được đó. Nên kỳ này ngài Chatila ngày qua đó, ngài quyết định là sư phải về để cuộc họp ở đó, và tiến hành vào tháng 12 với 6.500 vị tỳ khu mà trên 510 chi nhánh và trên toàn thế giới cùng về với sư, cùng vào làm việc. Vì tại hôm nay á, cái thiền viện Mahasi theo tinh thần quốc tế đó, chỉ có 9 vị Owadacharya mà 8 vị đã pass away, tức là 8 vị đã ra đi, mà còn có một mình ngài Chatila, và ngài chưa có tìm ra được vị thứ 10 Owadacharya. Và sau khi tìm hiểu như vậy đó và chọn lọc, và sư có cuộc họp với cháu của ngài Mahasi là ngài Sofana, cũng tới nơi Tứ Phương Tăng Tự sư trong cái buổi cách đây 2 ngày để mà trao đổi cái chương trình phải làm việc trên điều hành trên thế giới về cái thiền viện Mahasi. Sau đó thì phải đi Trung Quốc, Miến Điện, và đi Trung Quốc, và chính phủ Trung Quốc phải mời chư tăng Mahasi phải tới tham dự và giảng dạy cho chư tăng tỳ khu và tỳ khu ni ở tại Trung Quốc. Chương trình rất là quan trọng, bắt đầu vào từ năm 2015. Trung tâm thiền viện Mahasi sẽ thành lập ở tại nước Washington DC, và sẽ đón nhận tất cả các chư tăng đến
và chư ni và cũng như các quý Phật tử đến. Dùng quá trình đốn này sẽ làm việc với một hệ thống rất là lớn và toàn bộ là quốc tế, và nói chuyện với nhau bằng hình thức Anh ngữ. Do đó đó, sư sắp xếp đặc trưng nhiều chương trình mà quý chư tăng chư ni sẽ có những một bộ sách toàn bộ về tâm tạng bằng bilingual mà sư đã làm hơn 2.000 cuốn trong thời gian mà sư ở tại nơi thiền viện của Thamananda, của ngài Yusilananda ở tại Hatun Bay, California. Chúng ta sẽ có một cái bộ hệ thống tâm tạng bằng hệ thống Anh ngữ và tiếng Việt bilingual luôn luôn chúng ta phải có sẵn. Tại vì sao? Chúng ta đã chọn cái đất nước Hoa Kỳ này là cái trú xứ của mình á, chúng ta phải phát triển bắt buộc. Và sau này chương trình của Thiền viện Maasi sẽ hợp tác với Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ và sẽ chuyển tải những các vị mà nồng cốt đi các nơi, các thế giới, nhận lệnh của Bộ Giáo dục sẽ đi truyền bá chương trình học tu về thiền. Vào chính tây tháng 7 này, sư có cuộc họp với bên Thiên Chúa Giáo Cơ Đốc Phúc Âm và bàn cái chương trình về mindfulness cho bên hệ thống Thiên Chúa Giáo, và cũng phải làm việc ở dưới với Tòa Thánh Vatican và Rome. Chương trình đó là của người Việt Nam, chúng ta là người Việt mà biết về Phật Pháp. Do đó đó, ở Hoa Kỳ này chúng ta có một hệ thống rất lớn, và hệ thống này sẽ trao đổi với tất cả các quốc tế. Năm sau thì chương trình phải qua Âu Châu, sư sẽ làm việc ở bên Âu Châu với các nước. Tuy nhiên các quý Phật chư tăng chư ni, sư hôm nay đến cho tất cả quý Phật chư tăng chư ni hai quyển sách. Đây là căn bản quyển 1 và quyển 2 Abhidhamma Sangaha. Sư đem xuống đây chỉ có 50 cuốn mỗi một thứ, mà ở số đây chư tăng chư ni giờ được nghe ôn viện chủ ngày hôm qua tới 99 người hay là 98 người, thì số lượng nó không đủ đáp ứng, mà thiếu như dành dật nha quý hơn. Có nó thừa thải nên trả lời cũng như vậy. Quý tăng chư ni thông cảm dùm cho sư. Do đó đó, cái này là quý chư tăng và chư ni phải có. Khi qua những cái trung tâm quốc tế họ hỏi về thiền, mình phải biết trả lời. Thứ nhất là phải bắt nó bằng Bali. Thứ hai là nghĩa từ là phải nắm bắt được tiếng Anh và tiếng Việt của mình phải hiểu. Và thứ ba nữa đó là khi mà đi trình pháp, các quý tăng chư ni phải biết kỹ thuật trả lời với những vị thiền sư. Không phải là mình ta sao chép được, chúng ta phải học. Do đó đó, khi mà quý tăng chư ni mà tới các trung tâm thiền, cũng như hôm nay cái khóa tu thiền này là không phải là để dành cho các chư tăng chư ni học, mà khóa tu thiền này là các chư tăng ni theo cái ý kiến của ôn viện chủ cũng như trưởng ban trường hạ của Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại nơi đây, tha thiết mong cầu là chư tăng chư ni trở về trú xứ của mình phải làm việc hướng dẫn cho trú xứ của mình và Phật tử của mình ở tại nơi đó. Cái này là lần cuối chứ không còn nữa. Và năm tới là qua một đề tài khác mà chưa chắc là sư có thể đến với chư tăng chư ni được nữa. Tuổi già sức yếu, có khi là mãn phần sớm nữa. Lưu lại kinh sách thôi, Do đó đó, chúng ta hôm nay chúng ta phải nhấn ra hai cái nhiệm vụ đó quan trọng, chứ không có thể mà coi thường. Nhất là chư ni. Chư ni khinh xuất dĩ vui, gửi kinh sách lại trả lại cho sư, tìm địa chỉ gửi lại, không muốn đọc mấy cuốn sách này, chỉ còn sách cho tư tăng mà thôi. Chịu không? Chịu. Chư ni kỳ này là bị kỷ luật và không có gửi. Một con sâu làm sầu của nội canh. Rồi chưa? Hôm nay chúng ta phải nắm bắt cho thật kỹ. Sư đến với đây với cái tấm lòng và hiến cúng với tất cả vì những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà chúng ta phải đối phó được. Người Việt Nam chúng ta anh hùng, chưa có một dân tộc nào, chưa có một người nào có thể là qua được cái kiến thức Phật Pháp
với người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng nhiều điều đó. Ngài giới sắc vô tâm tạng thuộc lòng đứng hàng thứ 6 trên miếng điện có 13 vị. Khi gặp nói chuyện với sư thì Ngài nói Vedana chỉ có 2, cho nên nổ Vedana có 3. Kusala, Akusala, Vyakata, Ngài phục liền. Ngài thuộc lòng tâm tạng thứ 6 là thủ khoa của miếng điện, cũng phải dừng lại người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta phải có một cái niềm quan trọng như vậy. Do đó đó, khi đi đến những cái nơi mà người ta hỏi về kiến thức người Việt Nam, người ta cứ nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta là ấu trĩ, không có hiểu biết. Nhưng mà quý Phật tử, Chư Tăng Chư Ni biết rằng là chưa có cái điều gì mà chúng ta khuất phục, vì chúng ta là người Việt Nam, dân tộc chúng ta là người anh hùng. Hôm nay sắc thân của sư vẫn là người Việt Nam, được đào tạo từ nước vườn Thiên Chúa Giáo là Santa Pe, nhưng mà thấm nhuần Phật giáo từ năm 4 tuổi đến dưới người mẹ người cha tại chùa Xá Lợi. Và chưa khi nào sư đi đến quốc gia Thái Lan, quốc gia Miến Điện, quốc gia Tích Lan, mà chưa có lần nào mà sư phải dừng chân và phải học của các quý ngài. Các quý vị hỏi sư học từ nơi đâu, sư nói học với thầy của sư, người Việt Nam, Santa Kicho, và ngày đó thủ khoa tại trường Rakhangkho Sitarama tại Bangkok, Thái Lan. Và khi mà sư nói như vậy, sư phải nói tiếng Thái với họ. Phút pha xà thai, mãi mì bình hạ, mưa còn phủng dù nay, cun thép lại lại bì, thầm phạ, thầm thầu ải pha, dù nay quách phà nà na chát thúc quành. Do đó sư phải nói rõ như vậy. Do đó nó khi mà Tăng Chư Ni, chúng ta đi trường quốc tế, chúng ta không thể thua được với dân tộc của chúng ta. Chúng ta phải có một niềm tự hào, chúng ta có một người hay là rất nhiều người thuộc lòng và tâm tạng. Tâm tạng kinh điển, sư đọc 6 lần và không có ngừng qua Atthakatha, Vatika và Nisaya. Ngài Bố Thí, Ngài Thanissaro là những người Mỹ, họ cần phải trao đổi với sư về vấn đề mà kỹ thuật. Vì phiên dịch tâm tạng không phải là Anh ngữ, phiên dịch tâm tạng là thuần túy về Bali. Mà chúng ta phải coi cổ ngữ của Bali và cổ ngữ hay là Bali hiện đại, chúng ta cần phải có song song đối chiếu với Sanskrit, tiếng Bắc Phạn, chúng ta phải vững chắc. Do đó đó sư ưu tư và sư đang thắc mắc không biết làm sao với Chư Tăng Chư Ni. Sư muốn truyền tải ra tiếng Bali nhưng mà thời giờ không cho, mà ôn viện chủ thì cũng không có muốn chúng ta nghe Bali nhiều quá, để rồi chúng ta chỉ có một ly thôi chứ không được Bali. Bây giờ chúng ta thống nhất làm sao đây? Chúng ta Bali hay là một ly? Một ly rưỡi nữa không được. Quý vị Chư Tăng Chư Ni nhớ ha, chúng ta sẽ phát ra có 50 cuốn này thôi, mỗi một cuốn ở tại đây. Chứ cái công lực của sư dịch ra, nó có tất cả những lộ trình tâm và lộ trình sắc pháp sanh diệt. Chúng ta phải biết con người chúng ta có hai thành phần, thể xác và tinh thần, gọi là Nama và Rupa, danh và sắc. Chúng ta phải biết. Và trong cái quyển sách này là sư trình bày giúp theo bộ chú giải Bộ Atthama Thang Avitama Sangaha, thì tại đây nó trình bày cái lộ trình đắc thiền, lộ trình đắc đạo, con đường tiến tu thiền quả, con đường tiến tu thiền diệt và nhập niết bàn liên thông, liên thiền, tất cả được nằm trong bộ chú giải này và có bản đồ. Do đó đó, khi mà chúng ta nghiên cứu qua con đường ngồi thiền, tâm ta sanh diệt mà ta không nắm bắt được từng sắc na tâm, mở cái bản đồ này ra rồi coi con đường đạo quả đến đâu, chúng ta này coi qua, nếu mà ta sắp sửa đến đạo quả ta dừng lại, ta coi đạo quả nó thế nào rồi ta mới vô đạo quả tiếp. Nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi chúng ta chuẩn bị giấy tờ chưa? Sư nói chậm, Chư Tăng Ni nghe kịp không? Chúng ta ghi môn học này ta gọi là thiền minh sát. Môn học này là thiền minh sát. Chúng ta gọi là thiền minh sát.
ta gọi là tiếng Pali, ta gọi là Vipassana, Vipassana. Mà ở dưới có thấy không? Ở dưới có thấy không? Thấy à? Khi nào các quý Phật tử đằng xa không thấy đó, thì đừng có ghi chép nữa, tại vì như thế là thế thôi. Được chưa? Được chưa? Chúng ta đi tiếp tục nè. Cái tiếng Vipassana này xưa kia Đức Phật ngài không có dùng, ngài không có nói. Nhưng các chư tăng tìm ra được cái tiếng Vipassana này qua cái bài kinh mà Đức Phật ngài có nói tới là Satipatthana. 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 Tiếng bài kinh này mà được chúng ta nghe qua rất nhiều, mà ta gọi là gì? Là niệm. Và ta cái chỗ này ta gọi là xứ, hay ta gọi là phát thu. Xứ hay là phát thu. Bài kinh này là thuộc bài kinh thứ 10 nằm trong trường bộ kinh Digha-nikaya, trong bộ kinh bài kinh thứ 10 Majjhima-nikaya. Thì bài kinh này được Đức Phật ngài thuyết bài kinh niệm xứ ở tại nơi cái xứ Kuru. Người dân ở tại nơi đó thuần thục trong sự tu tập, do đó nên Đức Phật ngài tới đây thuyết rất là phù hợp. Ở đây đa số các chư tăng chư ni cũng như các vị Phật tử được nghe cái bài kinh gọi là kinh niệm xứ, nên cái từ ngữ Patthana này họ dịch cái từ là niệm xứ. Chứ thực ra cái từ Patthana này nó có nghĩa là phát thú, hay là cái nơi phát sanh ra mọi duyên sinh nhà duyên hệ. Từ nơi đó chúng ta nắm bắt được nhân và quả, cause and effect. Cho đó tới với từ cái người cơ ngữ này ta gọi là niệm phát sanh, hay ta gọi là niệm xứ. Khi mà chúng ta chú vào những cái duyên, nó khởi sanh lên và nó hiện bày ra, từ nơi đó cái sự ghi nhớ mình bắt đầu kháng khích và phát sanh lên. Chúng ta tìm ra được cái nhân, tìm được cái nhân và tìm được cái quả của từ nơi đó. Nên nói cái bài kinh này được nắm bắt từ nơi đó rõ ràng là niệm phát sanh, duyên sinh duyên hệ, qua con đường tìm thấy cause and effect, nhân và quả. Cho đó đối với những người mà hành tín niệm xứ, hay ta gọi là tu tập để làm cho sao chúng ta có cái sự ghi nhớ hay là cái sự chánh niệm, cái mindfulness này đó, là chúng ta phải luôn luôn phải tìm ra cái nào là cái nhân, cái nào là cái quả, thì chúng ta mới nắm bắt được và chúng ta mới có cái sự ghi nhớ được. Vậy thì trong bài kinh này Đức Phật ngài nói trong bài kinh là Satipatthana, ta gọi là niệm mà xứ, hay ta có thể nói là niệm phát thú, hay ta có thể niệm phát sanh, duyên bởi nơi duyên sinh và duyên hệ, ta tìm ra được nhân và quả, thì tiếng Anh ta gọi là cause and effect. Luôn luôn chúng ta phải nắm bắt được cái đó. Vì thì khi chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập, thì chúng ta phải tìm ra được cái nhân và cái quả. Từ cái nhân cho cái quả đó, nó đưa chúng ta tới những cái gì, hệ quả của cái nhân và cái hệ quả của cái quả đó, chúng ta mới ra được. Thì khi người ta hành thiền, ta gọi là chana. Người Mỹ đến với chú xứ của quý tăng Vinny, quý chư tăng Vinny nhớ, hôm nay chúng ta nhận trách nhiệm là đào tạo cho người Mỹ hay là người Phật tử mình tại được chú xứ đó, thì quý chư tăng Vinny phải nắm cho kỹ, phải thật chứng chắc. Người Mỹ hỏi chana, người Mỹ nó có hỏi how many kinds of the chana, có bao nhiêu cái hình thức về thiền mà ta gọi là thiền na. Thì tăng chinh đăng chinh ni, chúng ta phải nói ra hai, chúng ta phải nói rõ hai. Và con đường đó ta nói gọi là samatha, samatha. Và cái đường thứ hai ta
ta gọi là vipassana. Vipassana. Thì khi chúng ta nói như vậy đó, có mấy loại, tại nó có hai. Có hai. Hồi nãy dường như sư có nghe vị trưởng ban chi sự đó, nó nói là học này có kiểm tra phải không nào? Có kiểm tra bài phải không? Mà không có được quay tài liệu đúng không? Sư nhớ chắc rồi. Nhớ chưa? Để sư chắc ăn để chút xíu sư chỉ rồi mai mốt mình làm bài kiểm đó. Biết không? Được không? Được chưa? Rồi, nhất là bình ni chứ bình tăng sư không lo. Ni là quay số 1 rồi. Được chưa? Rồi, khi ta nói tới thiền, ta có hai. Là thiền này ta gọi là thiền, thiền chỉ. Ta nói cái này là thiền quán. Thiền này là thiền quán. Còn cái con đường đi của nó là gì? Nó đi tới Samadhi. Nó Samadhi. Cái con đường này nó đi tới cái gì? Nó tới Vipassana Ñāna. Vipassana Ñāna. Ñāna. Samadhi đi tới định. Đi tới định. An tịnh. Vipassana Ñāna đưa đến tại quán. Đưa đến tại quán. Và từ đó đó nó đi tới cái gì? Cái này nó ra cái này, rồi cái này ra cái kia. Nó gọi là duyên, duyên sinh, duyên hại. Xong mà thấy đi tới là gì? Appana. Appana. Thì cái này đi tới cái gì? Nippana. Nippana. Rồi chưa? Do đó đó, thì khi mà người tu tập, khi chúng ta hôm nay chúng ta nắm cái này là sự ôm thôi. Tại vì 2 năm trước á, chị Tăng Chini đã nghe qua rồi. Này chị ôm lại thôi à. Vắn tắt và ngắn gọn, chứ không có được nhiều. Thời giờ không còn cho phép nữa. Ôm thôi, nhưng đó đừng có ghi. Không ghi không có. Ok. Rồi chưa? Đắc thiền. Đây gọi là đắc định. Này gọi là niết bàn. Rồi chưa? Đó. Khi chúng ta đi như vậy thì ở đây, ở chỗ này chúng ta cắt cái chỗ này nè, Vipassana. Người hành giả phải nắm bắt cái chỗ này rất là quan trọng. Cái điểm chỗ này là chỗ trung tâm, tại vì cái này là xuất phát, cái này là cái trung tâm để đưa đến cái kết quả của mình. Quý tự Duy Chư Tăng như này nhớ hả? Cái này để xuất phát. Khi chúng ta đi xuất phát ra thì chúng ta phải biết đi đến cái trung tâm. Cái chữ trung tâm này á, tất cả các thiền sư trên quốc tế như là Masi, các nơi đều nói bạn có tới cái chỗ trung tâm chưa, mà quý tử không, Chư Tăng Gia Ni không nghe được cái kỹ thuật đó đó, trình pháp không được, gọi là Kammatthana. 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 Cái này gọi là nghiệp xứ. Nghiệp xứ. Cái này gọi là nghiệp xứ. Khi mà chúng ta hành thiền mà ta tới đến cái nghiệp xứ này á, thì chúng ta mới đạt được cái chữ đắc định và đắc niết bàn, hay là chứng đắc niết bàn. Do đó đó, nếu như mà thành giả hay là thiền sinh, chúng ta bữa nay và ngày mai bắt đầu chúng ta đi vào thực hành đó, thì chúng ta phải làm sao đạt tới cái nghiệp xứ này. Nghiệp xứ này, nền nghiệp xứ mà chúng ta mới cắt ra cái nghiệp xứ này. Cái nghiệp xứ này chúng ta cắt ra có tất cả các thiền sư đều nói chúng ta phải tới Kammatthana. Kammatthana là chúng ta cắt này ra. Kamma là ta nói gọi là nghiệp. Ta nói là nghiệp. Thana là xứ. Như vậy thì là cái chú xứ. Cái chú xứ hay là chỗ ở để tạo ra nghiệp báo. Tạo ra nghiệp báo hay ta gọi là gì? Hành động. Tất cả là hành động. Do đó đó, chúng ta khi chúng ta đi tới cái chỗ mà nghiệp xứ này là chúng ta tạo ra tất cả hành động. Chỉ ngồi vào thiền chỉ nó cho ra hành động gì là cái nghiệp xứ. Ngồi vào thiền quán nó cho ra hành động gì gọi là nghiệp xứ. Những cái hành động đó nó sẽ tạo tác ra, nó gọi là một nghiệp lực, nó đưa ra kết quả là gọi là nghiệp báo hay là nghiệp quả. Nếu như Chư Tăng Chư Ni không tạo ra cái nghiệp này, không làm ra được cái Kammatthana này thì không có đến được cái này Appana, hay là không đến được Nippana. Do đó đó, ngay tại khúc giai đoạn này là cái giai đoạn này chí nguyện, quyết lòng và quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Cái đó mới là kết quả cuối cùng. Thì khi mà chúng ta làm xong cái này, chúng ta được đón cái nhận cái này, được cái nhận cái này. Rồi khi mà ta đón nhận được cái này, Apana, được đắc định á, thì chúng ta được đi đến, chúng ta được đi đến đâu? Đắc định, chúng ta được đi đến. Thứ nhất là chúng ta được đến cõi trời Phạm Thiên, sắc giới. Cái Phạm Thiên, vô sắc giới, là chúng ta đi đến hai tầng trời Phạm Thiên, sắc giới và vô sắc giới. Còn Nibbana này, chúng ta đi đến ba cái trạng thái. Cái này là đi đến cõi trời, quý tử nghe kịp, chư tăng ni kịp kịp ha. Này là cõi trời. Còn này đưa đến trạng thái Lakhana, chưa tới, đưa đến trạng thái rỗng không, vô nguyện, vô tướng. Rồi, rỗng không, chúng ta qua chứng đắc Anatta là vô ngã, thấy được tướng vô ngã. Vô nguyện là đúc khá, thấy được tướng khổ đau, khổ đau. Vô tướng, thấy được tướng Anicca, Anicca là vô thường, vô thường. Do đó, đó, chúng ta đi tới mức cuối cùng, thì chúng ta đạt được một trong ba trạng thái này, rỗng không niết bàn, vô nguyện niết bàn, vô tướng niết bàn. Chỉ vì chúng ta chứng đắc được thực tướng vô ngã, khổ đau, vô thường. Chúng ta nhớ như vậy. Rồi chưa? Đây là ôm lại. Người chưa nắm cả ha. Được chưa? Có thắc mắc ha? Có thấy không? Các quý sư cô nhèo con mắt lại. Có người đang viết bài á, mà những muốn nhìn lên bảng đó, đang viết bài để mắt kiến, muốn nhìn bảng bỏ mắt kiến ra nhìn lên. À, sư thấy hay. Hay thiệt ạ. Viết bài để mắt kiến, mình nhìn lên bảng tháo mắt kiến, nhìn lên, rồi nheo mặt lại. Thì sư thấy rõ ràng cái đó, hay. Sư không biết các phương pháp nào nữa. Cái đó là đạt tới trạng thái vô nguyện. Không có mong ước nguyện gì hết. Sư nghe. Anatta, Dukkha. Dukkha là khổ đau, Anicca là vô thường. Gật chưa? Rồi, chúng ta nắm bắt được chỗ đó, mà nhắc đi nhắc lại, ở giai đoạn Kammathana này, chư tăng chư ni phải nắm cho chắc. Giai đoạn này, chúng ta sấy tại nơi đây, ta làm việc tại nơi đây nè. Còn ở nơi đây là tắc nó sẽ đến. Tắc nó sẽ đến cho các vị hành giả của mình. Nghe chưa? Giống như ta ăn á, là chắc chắn á, là chúng ta sẽ tìm ra được cái ăn. Chúng ta tìm cái ăn á, trong khi ăn á, nó có hai trường hợp chúng ta thấy. Là món ăn chính và món ăn phụ. Phải không nào? Chúng ta ăn ngồi ăn đó, là chúng ta thấy có hai cái hiện tượng, là có món ăn chính và món ăn phụ. Có những người họ thích ăn món ăn cơm. Cơm là món ăn chính. Phải không nào? Thì những món ăn phụ như là cà ri, canh, cháo, hay là đồ mặn, đồ kho, hay là đồ xào, cái đó là món ăn phụ. Phải không nào? Do đó món ăn chính của mình là món ăn cơm. Là người dân tộc Việt Nam mình vậy đó. Còn người Mỹ hay là người Âu Châu, cái món ăn chính của họ là bánh mì. Nhưng mà họ cũng có những món ăn phụ. Thì cái tại nơi đây, ngay tại nơi Samadhi và Vipassana, hành giả phải biết tìm được cái main object. Luôn luôn phải giữ cái đề mục chính của mình. Luôn luôn phải giữ đề mục chính của mình. Và sau đó chúng ta sẽ có những object nối tiếp theo đó, hay ta gọi là second object. Do đó đó, nên là những đối tượng phụ mình phải giữ cái món cái đàn chính của mình là cái main object này. Những món ăn cái đối tượng nó phải chắc, phải giữ chắc cái đó. Chúng ta từ cái chắc đó đó, chúng ta mới bắt đầu ra những cái phụ. Cái đó là chúng ta tạo ra một cái nghiệp lực, hay tạo ra một cái kiên cố về hành động của ta. Không thấy đường à ha? Tội nghiệp quá ha. Đi lên trên nữa. Rải bài ra nữa. Chứ ta... Kết chưa? Rồi. Nắm được rồi ha. Nhớ chưa? Luôn luôn là
Chư Tăng Chư Ni chúng ta phải nắm bắt cái chính và phải có cái phụ. Quý Tăng Chư Ni có món ăn chính của quý Chư Tăng Chư Ni là cái chi? Món ăn chính à? Rau. Thích ghê. Món ăn chính là rau không? Các quý ni này nè, để ý cái gì lắm. Sư không có bao giờ sư ăn hai món. Nên bây giờ cái mấy cổ nói theo đúng y à. Một là sư không bao giờ ăn chuối. Tại vì khi dọn chuối lên từ ở Việt Nam qua tới Miến Điện, Thái Lan thì qua Mỹ cũng vậy, sư không bao giờ ăn chuối. Họ nói tại sao sư không ăn chuối vậy sư? Sư sợ nhủi. Rồi cái hai là sư không bao giờ ăn rau. Ồ, là vì sao? Sư sợ da nó xanh. Được chưa? Do đó, giờ nói lại, cái đề tài, cái món ăn chính của quý Chư Tăng Chư Ni là cái chi? Cơm. Nó da nó trắng đi. Ăn rau nó da nó xanh lẹ. Được chưa? Rồi, chúng ta phải nhớ, không quên, cái main object và second object. Chúng ta phải nhớ, khi người thiền sư hỏi, cái main object của bạn là chi? Thì Chư Tăng Chư Ni phải biết trả lời. Khi mà hỏi, second object của bạn là chi? Mình phải biết trả lời. Chưa? Nắm được chưa? Biết trả lời không? Có nói đâu biết. Trời ơi, trả lời không là phải rồi. Chưa có nói. Chưa có nói mà. Rồi, từ từ. Rồi, hết chưa? Người ta nắm chắc cho kỹ. Cái nào đó đó, người ta phải chắc rồi. Chưa? Rồi. Chúng ta khi đi vào trong cái niệm xứ, chúng ta có bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải ghi nhớ. À, cái này cho xóa được chưa? Cho xóa được không? Xóa được. Tại vì ở đây á, cái bảng của chúng ta nó nhiều hạn chế lắm. Do đó nó viết nhiều á thì phải xóa nhiều à. Mà xóa nhiều mệt mỏi quá. Tôi nghe kẹp ha. Chúng ta nghe đây kẹp. Ở trên chỗ có chỗ trung tâm mà sư giảng đó là bảng slide, tức là viết tới đâu slide tới đó, slide qua bên kia có người ta ngồi xóa, cái sư viết bên đây tiếp, tôi slide qua bên đó họ xóa, slide sư viết thế này, hôm nay slide cái tay sư không mà, cái bảng đứng ở đờ, tăng đây kẹp hả? Ta đây tứ niệm xứ, ta ra nghe tứ niệm xứ, hồi năm ngoái chúng ta nghe là thân, thọ, tâm và pháp. Cái tiếng Pali nó gọi là kaya, kaya anupassana, anupassana, kaya anupassana. Thì ta dịch ra là cắt cái hai cái chữ aya này nè, chúng ta kết hợp cho lại thành một, do đó ta là kaya, kaya anupassana. Quý tân này ni kịp ha? Mình sẽ ghi cho kỹ chứ không chút xíu ngó chúng bạn không đặt biết được viết cái gì nữa. Nupassana thì ta gọi là thân tỳ quán. Thân tỳ quán. Nói năm ngoái ta nghe rồi. Chúng ta cắt cái chữ anu, anu. Ta cắt passana ra. Kaya anu passana. Kaya nói về thân. Tùy hay là nương theo. Nương theo. Và passana là quán sát, quán sát, thẩm sát, hay là theo dõi, hay là theo dõi. Do đó đó, thì chúng ta dịch cái từ ngữ là thân tỳ quán, nương vào cái thân này, nương vào cái thân này, nương nè, nương vào cái thân này mà ta quán sát diễn tiến của cái thân. Đó. Do đó đó, cái từ ngữ này ta đã hiểu liền. Khi ta hiểu được cái từ ngữ mà hồi xưa Đức Phật Ngài nói là kaya anupassana, tức là nương vào cái thân này, quán sát, theo dõi những diễn tiến của nó, ta gọi là thân tỳ quán. Nương vào cái thân này, quán sát, theo dõi những diễn tiến của nó, ta gọi là thân tỳ quán. Như vậy thì thọ cũng vậy. Nương vào chứ cái thọ mà ta quán sát, theo dõi những diễn tiến của cái thọ, nương vào cái tâm, theo dõi, quán sát để thấy những cái diễn tiến của cái tâm,
nương vào các pháp, theo dõi, quan sát để thấy những diễn tiến của pháp, ta gọi là pháp tùy quán. Nghe chưa? Nhớ à? Lặp đi lặp lại rồi đó. Nghe chưa? Như thế khi chúng ta đi vào trong cái thân tùy quán, cái thọ tùy quán, tâm tùy quán, pháp tùy quán, trong bài kinh Pháp Kim Bản Kinh Niệm Xứ thì ta nói quán tâm trong tâm, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán thọ trong thọ, quán pháp trong pháp, quán thân trong thân. Thì những cái này nó nằm ở trong cái quyển kinh sách này. À, khi mà chúng ta muốn tìm cái tâm, tâm cái này, mở cái sách này ra, nó có hết. À, nó có sẵn. Còn khi ta muốn tìm cái thọ, ta tìm cái thứ thọ này, nó có hết trong cái thọ. Còn khi ta tìm cái thân, niệm trong cái thân, thì tất cả nó nằm ở trong cái quyển sách này, nó có hết. Nó có hết. Trong cái sắc thân này, nó có hết. Do đó đó, nhưng mà khi ta, bây giờ chúng ta điều kiện này không có, còn kịp thời gian nữa, trở về chú xứ mình trao tuần lễ sao. Do đó cái chư Tăng Như Ni cố gắng phải có những quyển sách này, nhất là chư Tăng Ni không, năm nay không có. Cái chuyện nó quanh mình này, Ni Tăng. Chứ nói Tăng thôi, không có cho Ni. Quá khứ không chi tầm, tương lai không ước vọng. Hãy chú nghĩ hiện tại là chưa có. Muốn nói gì nói nữa đi. Hồi xưa mẹ của sư nói chuyện với sư, cái gì sư cũng trả lời. Cái mẹ sư nói, à phải rồi, sư con là giáo thọ nên nói cái gì cũng được hết. Nghe không? Gì chưa? Do đó đó, khi chúng ta tìm ra cái này, thân thọ tâm pháp, ở trong đây nó có sẵn hết. Cái này là cái kim chỉ nam cho chư Tăng Chư Ni đi qua bên thiền viện Ma Si ở Miến Điện hay là các thiền viện quốc tế. Chúng ta phải bỏ mấy quyển sách này trong túi mang theo, khi mà đụng việc vô đó mình giải đáp được. Ngay cả chú xứ của chư Tăng Chư Ni mình ở tại nơi Hoa Kỳ này mà người Mỹ họ tới họ hỏi, chúng ta trả lời được, cũng có quyển sách này. Quyển sách này sư đã để sẵn, thấy không nè. Rồi sau sư sẽ đưa cho một loạt kỳ tới là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, toàn bộ cái này ha, sư đưa ra vậy. Thì lúc bây giờ mình gặp người Mỹ tới, phải không nè, cũng quý cha tăng như này gặp người Mỹ tới cái kêu nó đọc tiếng Anh đi, rồi mình đọc tiếng Việt là cho nó nghe. Đấy, nó gọi là bilingual, phải chịu kịp không. Cái nghệ thuật đó. Nghệ thuật chỉ dạy. Nghe chưa? Nhớ ha. Rồi. Do đó đó, chúng ta phải niệm về thân, coi về thân. Thọ, ta niệm về thọ. Tâm, ta niệm về tâm. Pháp, ta niệm về pháp. Như hồi năm ngoái chúng ta nói về thân, ta có 6. Thấy không nè? 6. Chúng ta đã nói rồi. Thọ ta có 2. Mỗi một cái thai như vậy đó, mỗi một cái đó, nó có 3. 3 cộng 3 là 5. Thấy không nè? Ba cộng ba là năm. Hồi nhỏ sư học toán học. Thọ này thọ thân. Thọ này là thọ tâm. Thân có khổ, có lạc, có xả. Tâm có xả, có u, có hỷ. Ba cộng ba là năm. Xả đó. Hai cái xã là chung. Thấy ghê không? Này biết xã là chung liền. Đó, khổ lạc xã, xã u hỷ, cộng chung lại là 5. Tại vì ta không có cần viết thêm cái xã lần thứ 2. Do đó 3 cộng 3 là... Trời ơi, giờ nói tâm đi, 3 cộng 3 là 5, bây giờ nói rồi, thấy không? Chỉ duy nhất cái lớp học này thôi, quý Tư Tăng Như Ni ra đường mà nói 3 cộng 3 là 5 á, là người ta gầy chết đi. Chỉ có lớp học này thôi nghe ha. Rồi tâm chúng ta có 3, đúng không? Tâm ta có 3. Pháp chúng ta có 5. Cái này chúng ta phải biết. Bài học bữa nay ban chỗ tổ chức trường hạ in không kịp.
Do đó đó cuối giờ này thì họ sẽ phổ biến cho chư tăng chư ni. Chị có chưa? Có rồi, thì cũng được. Là về đọc lại nha. Nhớ ha, cái này chúng ta phải nắm bắt liền. Đó là thứ hai. Rồi chúng ta khi chúng ta đi vào trong cái phần thực hành, đi vào trong phần thực hành, thì hôm nay chúng ta bắt bữa nay chúng ta đi qua phần thực hành này đó là cần thiết lắm. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta thiền vipassana là chúng ta phải hiểu vipassana, cắt cái từ ngữ này ra, chúng ta phải cắt cái từ ngữ ra, tiếp đồng ngữ vi hay là quý và cộng với cái động từ là vượt passana, chúng ta gọi là hai cái từ ngữ này kết hợp lại quý passana. Quý là một cách đặc biệt, specially, một cách đặc biệt đó, một cách đặc biệt. Vipassana là quán sát thẩm sát hay là theo dõi, ta gọi là passana. Do đó đó thì khi mà thiền sinh, các quý hành giả mà muốn hành thiền vipassana là chúng ta phải quán sát một cách đặc biệt, thẩm sát một cách đặc biệt, theo dõi một cách đặc biệt, ta gọi là vipassana. À, thí dụ như chư ni ngủ chung một phòng có 3-4 người đó, mà cái cô nào ngủ mà ngái dữ quá đó, cái mình ngồi lại vipassana quán sát theo dõi một cách đặc biệt. À, vậy đó, thấy chưa, hiểu không? Họ đang làm gì đó, vipassana, có chưa? Nó theo dõi cái ngái của họ cái sau đó, cái kêu có chưa? Đó vipassana, chúng ta phải biết như vậy đó. Rồi trong khi ta có 4 cái quan nghi, chúng ta có 4 quan nghi đúng không? Quan nghi đi, đứng, ngồi và nằm, nghe chưa? Chúng ta có 4 quan nghi đi, đứng, ngồi và nằm. À, hồi năm ngoái có cái hòa thượng, hồi năm ngoái có hòa thượng Thích Tông Thắng vô nhập hạ với mình á, hồi năm thứ nhất à, 2012 đúng không? Rồi có hòa thượng Thích Tông Thắng ngủ chung phòng của sư nè, phải không? Cái sư hỏi hòa thượng Thích Tông Thắng biết rành chữ nho không, phải không? Hành biết chữ nho không? Cậu nói chứ dư sức chữ nho. Cái sư mới nói chứ hôm đó ngài tịnh sự dạy tôi học chữ nho, tôi cũng biết vậy đó. Cái ông hỏi chứ sư biết chữ nho không? Biết chứ. Chủ tiên nhất một nhân người nhập vào bắt 8 thập 10 cũng thông, nhân đi ắt dẻo mau lắm, 214 bộ. Ông nói hay quá ha, sư biết chữ nho. Cái nhưng mà cái chỗ này sư nói với tăng Vinh Ni quý Phật tử nghe, tại không có hòa thượng Thông Thắng tại đây sư mới nói ra được. Được, cứ nói cho ông nghe, nghe kịp chưa? Hứa chưa? Hứa không? Hứa, tại không có ở đây. Nhưng mà cái thiền đi á thì sư dịch chữ nho được là thiền hành, đi là hành đúng không? Thiền hành. Đứng á, cái thiền ngồi, thiền ngồi á thì thiền tọa, mà nằm á là thiền ngõa, thấy không? Là tọa thiền nè, ngõa thiền nè. Cái chữ đứng sư quên, cái chữ nho sư quên đứng rồi. Cái sư nói chứ hòa thượng biết chữ nho không? Ông nói biết. Vậy tôi đố hòa thượng cái chữ đứng là gì? Ông nói là trụ thiền. Trời ơi, mình không có biết, mình hỏi đố người ta. Giờ sư mới biết được cái trụ thiền. Hay không? Hay, nhưng đừng bắt chước. Được chưa? Rồi, như vậy tôi ta nói là thiền, thiền hành. Ha. Thiền đứng, đây là thiền, thiền trụ, phải chưa? Thiền tọa là thiền ngồi, chưa? Thiền nằm là thiền ngọa, nghe chưa? Dạ. Thì khi quý tăng Vinh Ni trở về chú xứ của mình á, các người Mỹ hay là Phật tử họ tới, họ hỏi chứ, dạy cho họ về thiền vipassana, kêu Phật tử nói chứ. Quý tăng Vinh Ni nói dễ ợt, theo dõi cho kỹ, quan sát thật kỹ, để ý thật kỹ một cách đặc biệt, đó là vipassana, rồi chưa? Trả lời được rồi ha. Rồi một cái, họ có mấy cái quan nghi, cái quan nghi tiếng Anh nó gọi là gì? Position, phải không nè?
Rồi, mình nói chắc có mấy quan nghi, cái tăng này nói chắc có bốn quan nghi. Đi, đứng, ngồi, đi, nằm. Chúng ta đi, chúng ta gọi là walking, đúng không? Walking, meditation. Đứng, ta gọi là gì? Standing, meditation. Ngồi, chúng ta gọi là sitting, meditation. Nằm là lying, meditation. Hiểu chưa? Ta nắm được. Walking, walking. Rồi, standing. Thế nào, nhớ ha. Ngồi là gì? Sitting. Rồi nằm, lying. Rồi, rồi khi mà người ta hỏi chứ, cái practice sau thực hành, cái chữ tăng như này mới đọc chỉ. Cái khi mà đi, đứng, ngồi và nằm là theo trường hợp mà theo thiền viện Ma Si, cái này nghe kỹ ha, theo thiền viện Ma Si họ buộc một người hành giả mà muốn đắc sơ đạo sơ quả ngay trong kiếp hiện tại này, và họ có làm, thì khi một người hành giả mà phát tâm nguyện muốn đắc đạo quả Sotipanna ngay trong kiếp hiện tại này là không còn rớt xuống bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, thì phải buộc lòng phải làm đúng theo của họ là 7 lần đi và 7 lần ngồi. Mỗi một lần đi, mỗi một lần ngồi là 1 giờ đồng hồ. Thì trung bình như vậy đó là chúng ta có 14 tiếng thiền hành xuyên suốt trong 2 tháng thì chúng ta sẽ đạt được kết quả sơ đạo sơ quả. 1 giờ đi, 1 giờ ngồi, 1 giờ đi, 1 giờ ngồi, xuyên suốt như vậy. Mà mỗi một ngày, 7 lần đi, 7 lần ngồi, xuyên suốt như vậy là 14 tiếng, mà ngồi làm hành thiện như vậy trong 2 tháng, chúng ta sơ đạo sơ quả liền. Chịu chưa? Do đó cái chương trình của Thiền viện Ma Si rất là chặt chẽ. 3 giờ sáng là ngồi dậy, 11 giờ khuya mới trở về thì nơi cái phòng của mình. Do đó đó, họ rất cao, họ kiểm soát chặt chẽ lắm, mà có giám thị, họ lo hết tất cả đời sống của các thiền sinh. Nhưng đáp ứng lại là mình phải thực hiện một cách cố gắng mà thực sự là hết lòng nhiệt tâm mới được. Thì lặp lại Chư Tăng Như Ni, 7 lần đi, 7 lần ngồi, mỗi lần đi 1 giờ, mỗi lần ngồi 1 giờ, xuyên suốt như vậy trong 2 tháng, sơ đạo sơ quả, cầm những trong tay của mình. Rồi chưa? Thì khi mà đi, mình phải nói với tất cả các vị Phật tử của mình hay người Mỹ, đi, nó có cái kỹ thuật của nó đi, nó có kỹ thuật nó đi. Ngồi, nó có kỹ thuật có ngồi. Đứng, nó có kỹ thuật đứng. Và nằm, có kỹ thuật nằm. Mà đa phần Chư Tăng Chư Ni cũng như quý Phật tử của mình thường hay xoen cái vấn đề niệm Phật, đúng không? Đúng không? Niệm Phật hết, cái gì cũng niệm Phật hết. Không gì đâu Phật, không gì đâu Phật. Cho chúng con chúng xấu đi, ai gì đâu Phật, gì đâu Phật. Cho con chúng xấu đi, ai gì đâu Phật, gì đâu Phật. Cho con chúng xấu đi, con xây chùa. Phải không? Cái gì cũng niệm Phật hết á. Thì mình qua cái mình trình pháp, mình qua mình trình pháp với các vị thiền sư ở bên Miến Điện đó, hay là các vị thiền sư ở các nơi trung tâm thiền, phải không nè? Ta hỏi mình muốn nói cái từ ngữ, muốn nói cái từ ngữ niệm Phật, quý tăng trên đây biết không? Bằng tiếng Anh hả? Read the Buddha. Trời ơi, tôi nghe tôi sợ luôn rồi. Hả? Gì? Ghi sai hả? Rồi sư cũng sai luôn. Nghe xong sư muốn sai luôn. Khi mà Chư Tăng Chư Ni qua bên bệnh đó chứ, thưa ngài, con tối ngày xưa nay quen thì niệm Phật rồi, do đó bây giờ muốn hành cái này có được không? Cái từ ngữ niệm Phật á, ồ, không biết nói sao từ ngữ Phật. Cần sư viết ra không? Viết ra không? Viết ra làm gì? Nhớ để làm gì? Nói để làm gì? Thôi nên ghi cho gọi. Buddha Nusati. Buddha Nusati. Buddha Nusati. Niệm Phật.
Chúng ta nói, nên khi chúng ta qua nói chứ, thường xuyên niệm Phật, Puthanusati, Phật, tùy niệm, nương vào Phật, có ghi nhớ, ta gọi là Phật tùy niệm, nương vào Phật, chúng ta có ghi nhớ, gọi là Phật tùy niệm, nương vào Phật cái chi, nương vào Phật, nương vào ăn Đức Phật, ăn Đức Phật, có chính. Do đó đó, khi mà quý tử, quý chư tăng Vinh Ni qua thiền viện Ma Si trình bày, ô con ngồi thiền một chút xíu cái vô niệm Phật liền, cái đó cái thói quen rồi, thì mình không biết cái từ ngữ bút thá, cái từ ngữ niệm Phật là chi, thì sư chỉ bút thá nusati, bút thá nusati, nói ông thiền sư nào cũng biết hết trơn á, cái này tiếng Bali, chưa nhớ chưa, rồi. Mai mốt á, bây giờ chiều nay nè, bắt đầu mình để ý cái tăng Vinh Ni mà bắt đầu cái mồ phạt cái Puthanusati. Cái bắt đầu chứ, gầm gót cái chén xuống kìa, mồ phạt, A-di-đà-phạt, gót cái chén xuống, A-di-đà-phạt, Puthanusati. Nghe chưa? Đúng tay nói chưa? Puthanusati, Puthanusati, tức là gọi gì? Phật tùy niệm, hay ta gọi là niệm ăn Đức Phật. Mỗi lần mà chư tăng Vinh Ni quý Phật tử mình niệm Phật không á, thì cái đó đó là một pháp môn, một cái pháp môn tu, cái đó nó gọi là gì, thiền chỉ, nó pháp môn đó là tu thiền chỉ, làm cho cái tâm của mình cột lại vào khấn khích vào trong Phật, đừng có phóng tâm nữa, nó gọi là thiền chỉ. Mà người hành thiền phải biết cái đó là gì, samatha. Do đó đó, khi ta đi qua tới những nơi quốc giáo mà chúng ta muốn trình pháp, mà ta nói ta xưa thường hay niệm Phật, nay thành pháp thiền quán, có được hay không? Thì từ ngữ này thì chư tăng chư ni cũng như Phật tử phải nhớ, nó là xưa thường hay niệm Phật là Puthanusati, nhớ chưa? Rồi nha. Rồi. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần mà thực hành. Bên này chúng ta nắm bắt Sư biết là chư tăng Vinh Ni thường hay niệm Phật lắm. Nhưng mà về cái pháp môn thiền hành này, chúng ta bắt đầu là sửa một chút. Khi mà đi thì chúng ta niệm dùm cho. Right step, left step. Được chưa? Chúng ta gọi là gì? Bước phải. Đúng chưa? Đó, bước trái. Khi người Mỹ họ tới, cái nói walking meditation, mình nói right step, left step, thấy chưa? Khi mình đứng, nó kêu mình thực hành cho nó coi, thấy không nè? Cái này là chân này chân phải đúng không nè? Đây chân này chân trái đúng không nè? Khi mà chư tăng chư ni chỉ nó đó, chư người Mỹ đó, khi nên là mình đọc là right step, mình dở chân trái lên. Cái nó kêu left step, mình dở chân phải lên. Cái nó biết là mình biết tiếng Anh liền, mới kịp hóm. Đúng không? Chứ cũng là đúng nữa. Nghe chưa? Right step, left step thôi. Do đó đó, khi mình đứng, gọi là standing nè. Đó, standing nè. Thì thiền sư hỏi chứ, lên trình pháp, thiền sư nói chứ, standing meditation, cái mình đứng. Cái mình đứng á, không phải mình đứng không, cái mình có cái niệm hơi thở vô ra. Còn khi mà kêu walking meditation, cái mình nói right step, left step, right step, left step. Hỏi tại sao già quá đi không được. Bẻ đầu gối té, bị bẻ đầu gối ngồi thiền không được. Thì ngó bên này. Dạ thưa ông, té vẻ đầu gói ngồi thiền khóc được. Thì ngó bên này thôi, chứ không dám ngó bên kia. Hiểu không? Hiểu, cái hoàn cảnh khó khăn. Được chưa? Rồi đó, khi mà quất. Right step, left step. Ta không nói tiếng Anh được đó, ta nói tiếng Việt. Bước phải, bước trái. Được chưa? Còn cái tay của mình á, cái tay của mình á, mình để đây được, cái chưa?
nha. Nếu để hai tay này nè, đi cũng được. Trái, phải, trái, phải. Được chưa? Còn khi cái mắt mình ngó xuống, sáu feet, ngó xuống, phải, trái, phải, trái. Còn khi mình đang đi gì đó, thì cái này nó trở thành là main object. Được chưa? Cái này gọi là main object của ta, là đối tượng chính. Nhưng mà khi ta đang đi, ta nghe một âm thanh nó tới, một cái tiếng động nó tới, hay là chúng ta thấy một cảnh sắc, ta thấy một cảnh sắc nó xẹt qua cho ta thấy, hay cho ta ngửi một mùi hơi, hay ta có ném một vị ở trong cái miệng của ta, hay cả thân ta đạp cục sắt, kỳ cục đá, cục gạch, vân vân. Cái đó nó trở thành là second object. Second object. Thì lúc bây giờ người hành giả thiền quán Vipassana đang đi right step. Và left step này thì mình nói là stopping, 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 ngừng lại. Nè, mình đang đi như thế này, phải à, trái à, phải à, trái à. Mình nghe âm thanh nó tới, chưa gì trên cái stop liền. Nhưng mà phải à, trái à, mình cứ cái chân mình đang chưa hết nè, mình đang đi phải nè, trái nè, nghe âm thanh nó tới, phải à, trái à, biết không? Nó có hai trường hợp. Khi chúng ta nghe âm thanh nó tới mà âm thanh nó không có lớn, nó nhí nhỏ nhỏ thôi, mình ignore nó đi, đừng để ý tới nó, đừng có để ý tới nó. Mình nó very slow, very light, phải không? Very không có nghe rõ nó thì mình ignore nó đi, mình đừng để ý tới nó. Mình cũng nói phải à, trái à. Nhưng mà nó tới quá lớn, nó rõ, nghe đậm đủ thứ đó, nghe rõ được đó, thì lúc bây giờ mình phải dừng nó lại, dừng bãi mặt cành cây, dừng à, dừng à, stopping, 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 dừng à. Còn cái mình đứng, cái mình bắt đầu mình nghe, nghe à, nghe à, nghe à, chứ không có đưa con mắt quay lại nhìn nha, kịp chưa? Không có, mình phải chú ý tất cả, gom lại, rồi gom lại, dừng lại, dừng à. Rồi cái mình nghe à, nghe à. Thì người Anh nó gọi là hearing, 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 nghe à, nghe à, có chưa? Hay là mình thấy à, mình thấy, mình nói seeing, 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 rồi mình thấy, mình nói seeing, seeing, là mình nói thấy à, thấy à. Mình ngửi, mình ngửi cái mùi lên á, thì là smelling, 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 kịp chưa? Thôi khó ghi, khó ghi nữa rồi, được chưa? Còn mình nuốt nước miếng hay là mình đang nhai thì mình mới swallowing, swallowing, hay là tasting, tasting, được chưa? Được chưa? Cái đó đó, thì khi mà cái chân mình đụng, khi mình chân mình đụng đụng vô một cục sỏi, cục đá, mình đi mình đụng, mình đụng vô, touching, 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 đụng à, đụng à, đụng à, được chưa? Còn cái mình ngừng lại, khi mà cái nghe đó mà mình nghe mà nó kéo dài hoài, nó kéo dài hoài, very very long times mà không có ngừng, cái mình ignore nó đi, mình trở lại gì? Phải bước, trái bước, phải bước, trái bước, mình không có đi vô trong cái chi tiết đó nữa, nghe chưa? Nhớ ha, Chư Tăng Duy Ni mình phải nhớ ha. Khi mà hỏi người Mỹ hỏi đó, hay là thiền sư hỏi đó, thì mình trả lời như vậy đó. Thì cái main object của mình là gì? Right step, left step. Cái second object của mình là gì? Hearing, seeing, smelling, tasting, touching. Kịp chưa? Nghe à, ngửi à, ném à, đụng à, thấy à. Cái đó là những cái, đó là những cái đối tượng phụ. Và sau khi đối tượng phụ xong, ta trở về cái đối tượng chính liền. Và cũng không có để phóng tầm. Nghe chưa? Nhưng mà khi mà mình đang đi, không những là mình không thấy, không nghe, không ngửi, không ném, nhưng cái tâm mình phóng đi, ta gọi là mind wandering. Mind nó wandering, mind wandering, mind wandering. Thì lúc bây giờ cái tâm mình phóng đó, thì người hành giả phải nói là phóng à, phóng à, phóng à,
Người Mỹ sẽ nói, mình chỉ cho người Mỹ là gì? Wandering, wandering, wandering. Niệm hoài, niệm hoài mà nóng hết, nó kéo dài quá. Có khi kéo dài cái 5-10 phút vào, cái tâm mình cứ phóng hoài mà nóng hết. Thì lúc bây giờ mình stop nó đi. Mình trở lại là gì? Right step, left step. Gật chưa? Nắm được ha? Gật chưa? Nhớ ha, cách thực hành không? Hỏi im vô hết trơn rồi. Được nha. Khang đang đi. Right step, left step. Cái mình dừng lại. Thì stopping, stopping, stopping. Còn mình nghe. Dừng lại, còn bắt đầu mình mới nghe. Hearing, hearing, hearing. Thấy gọi là seeing, seeing, seeing. Được chưa? Thấy à, nghe à, nghe à, ngửi à, ngửi à, ném à, đụng à, đụng à. Hay là phóng à, phóng à, phóng à. Nhớ chưa? Cái đó là kỹ thuật của thiền. Thiền đi, thiền hành. Còn cái thiền ngồi. Khi thiền ngồi á, thì hành giả, các chư tăng như ni, các quý Phật tử trở về chú xứ của mình chỉ cho các nơi ta biết tập tu thiền, thiền đó. Thì mình nói á, ngồi á, thì kiết già cũng được, bán già cũng được, mà hai chân bằng ngang cũng được. Hai chân bằng ngang tức là mình để một chân bên này, một chân bên này, không có chân nào đè lên chân nào hả. Kiết già là ngồi chéo chân nhau, nó gọi là cross leg position, tức là cái quay nghi ngồi mà cross leg đó, tức là chéo chân nhau vậy nè. Vậy tên nè, rồi ngồi bán già và ngồi hai chân bằng ngang, coi chưa, từ nơi bụng trở lên đầu phải thẳng đứng. Thẳng đứng lên, thẳng đứng lên. Còn hai cái tay phải, trái của mình nằm ở dưới, tay phải mình nằm ở trên. Và mình cho hai cái ngón tay cái của mình đụng với nhau. Hai cái tay cái của mình đụng với nhau. Phải chưa? Rồi, khi mà mình ngồi như vậy đó, cái quay nghi ngồi nó đó, thì lúc đó mình sẽ lấy cái main object của mình là gì? Là rising and falling. Phòng à, và sọp à, rising and falling. Tức là khi chúng ta theo dõi cái hơi thở của ta vô, khi ta theo dõi hơi thở ta vô, chúng ta không có niệm breathing in and out, không có niệm, mà chúng ta phải niệm cái khi cái phòng, cái bụng nó lên. Cái main object của cái người mà thiền ngồi đó, hay là tọa, thiền tọa đó, cái main object nó nằm abdomen, nằm ở nơi abdomen. Nó nằm nơi abdomen, abdomen nằm ở nơi bụng, chứ không phải nằm ở trên cái nose, không phải nằm trên cái mũi. Do đó đó, chư tăng chư ni phải nắm cho kỹ mà chỉ dẫn cho người ta, không có cho họ chú tâm vào cái mũi của họ, mà mình chỉ cho họ phải nằm ở trong cái bụng của mình. Do đó đó, thì khi thở nó vô chúng ta biết, rồi từ từ nó xuống, giờ nó phồng cái bụng nó lên, rồi cái thở ra thì ta biết, cái từ từ nó ra, cái bụng nó xẹp xuống. Khi nó phồng lên ta gọi là rising, phồng à, mà nó sập xuống ta gọi là falling, sập à. Nghe chưa? Rising and falling. Rồi nó có một cái kinh nghiệm xảy ra là có một số cái hành giả thiền sinh, họ không có đủ hơi thở, họ không có đủ hơi thở, do đó đó cái hơi thở họ ngắn, hơi thở họ ngắn. Mình đừng có bận tâm lo. Và khi mà Phật tử hay là người Mỹ họ nói chứ cái hơi thở họ ngắn lắm, không có dài, thì chư tăng chư ni của mình á cũng ăn cần chỉ họ, không có sao, không có gì khó, bạn cứ theo dõi hơi thở nó vô tới đâu biết vô tới đó, rồi mình niệm là in and out thôi, kịp chưa? Nếu trường hợp người nào mà ngắn hơi thở thì mình chỉ niệm cho họ là in and out nha, chứ ta không nói họ niệm ngay lỗ mũi của họ là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình không cho họ, hay là mình không hướng dẫn họ niệm đếm số. Có nhiều các nơi ta chỉ người ta đếm số, vô 1, ra 2, vô 3, ra 4, cái đó đếm số ha. Chứ ta ngay đây đừng cho, cứ cho họ là gì? Nếu mày hơi thở dài thì tới cái bụng phồng lên gọi là phồng à, sập xuống sập à, rising and falling. Còn nếu mà họ thở không đủ dài, họ ngắn, thì kêu họ theo dõi vô, ta biết vô, in out,
in, out, vô a, ra a, vô a, ra a. Và mình chỉ cho họ ngồi, vô a, ra a, vô a, ra. Điểm ba lần họ đứng lên ra về, nó ra a. Hiểu không? Hiện tại họ nghe chữ out rồi đó. Cái ba lần họ đứng lên ra về, cái là out, ra. Nghe chưa? Ngồi ha. Nhờ đó, cái đó là cái này là cái main object. Cái này là main object. Rising, falling là cái main object của hành giả. Rồi, khi mà đang ngồi thiền, nó có mấy cái kinh nghiệm xảy ra là âm thanh nó tới. Âm thanh nó tới. Thì ta cũng trở lại cái second object. Hearing, hearing, hearing. Chưa? Hay là chúng ta mở mắt ra ta thấy. Có nhiều hành giả ngồi quan sát cách đặc biệt mà sư rất là tán thán và kính phục, là nhiều khi họ ngồi thiền thẳng đứng à, nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà tại vì sư ngồi sư coi đó, thấy họ ngồi coi mà mình ngồi coi thấy họ, cái họ ngồi đang ngồi nghiêm chỉnh như nè, thấy họ phồng lên sập xuống thấy hay lắm, mình phục họ lắm. Cái họ một chút chứ họ mở mắt ra, cái sư bắt đầu theo dõi còn họ mắt bắt làm gì, cái họ nhìn qua bên này thấy bên đây ngủ cái họ ngủ luôn. Nó gọi là sleeping, sleeping, sleeping. Nghe chưa? Được không? Và nhớ ha. Nhớ đó. Nghe ra, ta ngồi thiền. Ta ngồi thiền là ta phải chú ý cho mình thôi. Nhớ đó, có nhiều người đó, họ nói chứ, khi con ngồi thiền, con có seeing, seeing không? Họ nói gì vậy đó. Họ con ngồi thiền, có seeing, seeing không? Có thấy không? Thấy à không? Thì nó có. Có thấy. Mà có muốn, cần thấy không thì mới chỉ à, nó mới vậy đó, chứ không phải là ngồi thiền ta ngồi nhắm mắt mà ngồi thiền ngồi nhắm mắt hết á, chứ không có cho mở mắt đâu. Nhưng mà hành giả hỏi chứ ngồi thiền có cho thấy không, tại vì nè nghe à, thấy à, ngửi à, ném à, đụng à, nó có đủ năm cái phụ tùng này nè, năm cái phần phụ nè, thì nó có thấy không, họ hỏi chứ có thấy không, thì nó có, nhưng mà có cần thấy không thì mới chỉ, còn không cần thấy không chỉ. Chứ tăng này có cần thấy không? Hỏi lại, qua rồi là phúc bắt trùng lai đó. Cần, nghe có cần là có liền ha. Nghe là phúc bắt trùng lai là phải cần liền ha. Khi nào chúng ta mới cần seeing, khi nào ta cần ngồi thiền mà ta, khi nào ta cần thấy. Có hai trường hợp là mình mở mắt ra khi dứt cái ngồi thiền. Mở mắt ra, dứt ngồi thiền, ta phải niệm liền. Thấy à. Chứ đa phần á, thiền giả khi mà mở mắt ra để mà đi qua cái quan nghi khác là đi đó, thiền hành á, ngồi nãy giờ cái mở mắt ra cái đứng lên đi liền, cái đó là thất niệm. Mở mắt ra mình đang ngồi thiền rồi nè, mình mở mắt ra mình trước khi mình muốn đứng lên á, trước khi mình đổi quan nghi nó đứng lên á, thì mình phải seeing, nghe kịp chưa, chứ không có được gọi là vừa nghe cái keng thiền tọa đó, nghe cái khen là bắt đầu ra thiền hành á, cái đứng lên cái gột lên liền à, không có niệm thấy à là thất niệm, kể chưa. Do đó khi ngồi thiền tọa có nhìn thấy không, có khi nào mở mắt ra khi đổi quay nghi, kể chưa. Đó là thứ nhất là mở mắt ra phải niệm thấy à, rồi khi đứng lên rồi chưa. Còn nếu mình đứng lúc là standing, đứng à. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà quý thiền sinh ngồi thiền mà ngủ gục, sleepy, buồn ngủ quá, mà không có cách nào mà hơn được, buồn ngủ gục nửa lần, thì thiền sư cho phép mình mở mắt ra, nhìn lên mặt ánh đèn trong cái chánh điện của mình á, hay là trong phòng của mình á, nhìn lên, mình nói, seeing 7 lần nha, mình niệm thấy à 7 lần, nhớ à, 7 lần, con số 7 luôn luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó. Và chưa, khi cái buồn ngủ quá rồi thì mình mở mắt ra nhìn lên ánh đèn, seeing 7 lần, thấy à, rồi nhắm mắt lại rồi ngồi tiếp.
Phama Sapa, Phama Sapa. Cái đó là trường hợp thứ hai, là buồn ngủ. Phải chưa? Phải chưa? Đó là trường hợp thứ hai, mở mắt ra. Cái trường hợp thứ ba, là khi ta ngồi thiền đau quá. Đau quá, cái cơn đau nó đến. Đau chân, pain, pain, pain. Vậy nè, cái cơn đau nó đến, đau quá. Thế nè. Vâng. Hay cái lưng của ta bị nhức, cái lưng của ta bị nhức, back hurt. Cái lúc đó cái lưng của ta bị nhức, nhức mỏi thì là back hurt. Nhức à. Mỏi à. Hay là ta ngồi bị đau, pain. Đau quá, tên là đau. Nhưng mà đau không hết, nó kéo dài hoài. Đau quá, đau. Thì lúc đó chúng ta mở mắt ra. Seeing. Rồi bắt đầu chứ nó đổi à, bắt đầu đổi qua nghi, đổi cái chân, rồi đổi qua cái xếp chè hè. Chị Tăng Vinh Ni biết ngồi xếp chè hè không? Không biết nữa. Nè, cho coi nè. Xếp chè hè gì không biết nữa. Trời đất ơi. Trời ơi. Nghe chưa? Không có được bỏ cái quay nghi, không có được bỏ, phải cho ngồi một giờ chưa. Đang là thiền tọa mà đau quá thì mở mắt ra, xiên. Rồi cái lúc nào ta đổi quay nghi, ta đổi cái chân đang ngồi kiết già bán già nè, ta đổi qua chân xếp chà hè để cho nó đỡ mỏi đó, hay đỡ đau đó. Ta nói changing, đổi à. Nghe chưa? Nghe không? Changing. Mình đổi. Bắt đầu mình nói đổi à. Rồi chưa? Rồi xong xuôi. Cái ngừng. Mình đổi xong xuôi đó. Cái mình ngừng. Stopping. Nghe chưa? Rồi bắt đầu trở lại gì? Rising, falling, in and out. Nghe chưa? Nhưng mà không có cho đứng lên là nha. Nghe chưa? Nhớ. À, mình hướng dẫn người ta. Mà phải được chứ. Chứ không có mà mình chiều người ta không được đâu. Được chưa? Nhờ đó. Khi nào ta gọi là ngồi thiền, thiền tọa. Mà có mở mắt. Các bà. Ta trả lời các bà. Khi người ta hỏi các quý tăng Vinh Ni đó. Ngồi thiền có mở mắt không? Có. Mà có cần không? Nếu cần thì chỉ. Mình hỏi nói vậy đó. Còn không cần thôi không chỉ đâu. Ông thầy xấu vậy đó. Khi hỏi ta mới trả lời. Còn không có hỏi không trả lời đâu. Hiểu chưa? Rồi hỏi khi nào mở mắt? Khi sắp sửa dừng cái thiền tọa, đứng lên để mà đi thiền hành thì mình có mở mắt. Mở à, thấy à. Đúng không? Cái thứ hai là khi mình buồn ngủ quá, mở mắt ra nhìn lên ánh đèn, niệm 7 lần. Thấy à. Rồi xong nhắm mắt lại. Rising, falling. Cái thứ ba là khi mà đau, cái cơn đau nó đến, cái lưng mình đau, cái chân mình đau, nó đau tùm lum hết trên, không còn có đường nào hết nữa đó. Lúc đó mình muốn ngồi là chuyển bộ liền, xếp chà hè. Cái đi cái chọc sư là xếp chà hè là nghe là biết liền à. Ngồi chuyển bộ, xếp chà hè, phải không? Thì mình phải niệm lại, đổi à, phải không nè? Thì người ta mới mở mắt à. Thấy à. Rồi bắt đầu mình đổi à. Rồi chưa? Nắm được chưa? Đó là cái trường hợp là seeing. Rồi có trường hợp thứ hai là khi ngồi thiền đó. Nó có trường hợp người ta gọi là testing. Là ném mà. Có khi nào có ném không? Đang ngồi thiền mà ném. Hay ghê không? Tức là có ăn trong đó có ném đó. Sư hỏi là có khi nào ngồi thiền mà có testing không? Có không? Có khi nào? Mồ hôi đổ vô miệng rồi ném. Trời ơi, Mexico nó cái thích sâu sắc vậy đó. Sư ngày bữa nay mới học được cái bài học đó. Hỏi khi nào ném, mồ hôi đổ vô miệng ném luôn. Cái bài học này mới. Để sư Suha trình diện với ba sư, sư nói nếu có chúng tôi có testing, when, khi nào
mồ hôi đổ xuống ném luôn. Nghe chưa? Rồi. Quý thằng này cho xin một bài học, thì bài học thêm thôi. Nghe chưa? Rồi, khi nào ta ném là có những số người thiền sinh nó có kinh nghiệm như thế này nè. Họ ngồi họ chú niệm quá đó. Họ chú niệm phòng sập ạ, họ chú niệm rất là kiên cố. Thì lúc đó đó, cái kích thích cái hệ thần kinh của họ đó, hệ thần kinh não của họ bị bắt đầu phát động mạnh lắm. Kích thích cái nước miếng nó tuôn ra. Cái nước miếng họ tuôn ra. Lúc đó đó là có cái trạng thái mà họ không kìm kịp được. Họ nước miếng họ tuôn ra. Thì lúc bây giờ họ testing, ném mà. Nuốt à, từ từ vô. Là cái gì lúc đó là concentrate của họ mạnh quá. Cái định của họ mạnh quá. Do đó, thiền hành nó mạnh về viriya. Thiền hành nó mạnh về viriya. Thiền tọa nó mạnh về samadhi. Thiền tọa nó mạnh về samadhi. Do đó đó, khi người mà đi thiền hành nhiều, người đó đó là mạnh về cái gì? Tinh tấn. Effort. Hay là energy. Cái samadhi là người thiền tọa nhiều á, thì họ mạnh về vấn đề concentrate. Thì do đó đó, người ngồi thiền tọa nhiều là họ mạnh về định. Người đi thiền hành nhiều là mạnh về tinh tấn. Nhưng mà giữa hai cái này luôn luôn phải phối hợp, mạnh nhưng vẫn có định, tấn mạnh vẫn có định, định mạnh vẫn có tấn trong định. Nhớ ha, phải luôn luôn quân bình. Do đó đó, khi mà testing cái trạng thái ném là khi nào? Khi mà cái người đó định họ mạnh quá, họ làm cho cái hệ thần kinh họ bị kích thích, nên đến nước miếng họ tuôn ra ở trong cái miệng của họ đó, thì không có gì mà lo, cái đó là normal, đó là thường nhiên thôi. Cái mặt đầu này nước vô. Kể chưa? Nhớ ha. Cái đó là quý chư tăng chư ni phải nhớ. Như vậy thì hôm nay chúng ta nắm được hai cái chương trình nằm này, đi, đứng, ngồi và nằm. Cái chương trình này á, chúng ta phải nắm, hôm nay chúng ta phải nắm cái đó cho kỹ để rồi chúng ta thực hành đó nha. Hết chưa? Chúng ta thực hành thì khi mà quý chư tăng chư ni mà thuần thành về cái đề nào này đó là right step, left step á, thì qua cái đề là cái này là hai bước, tức là một bước phải một bước trái. Thì khi đi nó sẽ lên tới 3 bước, còn cái ngồi nó sẽ lên tới 4 bước, 4 giai đoạn. Khi mà ngồi á, mà khi ta ngồi thiền mà thuần, khi ta ngồi thiền mà thuần nữa đó, ta an trú đó, và ta vượt qua những cái phóng dật hay là những cái chiền cái buồn ngủ của mình á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đi qua gì? Sitting and touching. Ngồi à, đúng à. Thế nào? Có một số thiền sinh ngồi thiền, ngồi được một thời gian, cái hơi thở nó mất đi, nó biến mất tiêu, gọi là disappear, nó biến mất. Quý chư tăng chư ni cũng như các đừng có lo sợ. Có nhiều người họ thấy mất hơi thở đó, họ quảng kinh, họ mở mắt ra như vậy đó là họ bị phóng tâm rồi, cái tâm của họ wandering, họ quảng hốt, phóng dật. Do đó cái mind của họ wandering. Do đó khi mà cái người mà người ta lên trình pháp cho chư tăng chư ni của mình á, họ nói chứ khi mà tôi ngồi thiền một thời gian sau thì mắt hơi thở tôi đi, cái tôi mở mắt ra, thì chư tăng chư ni nghe họ nói chứ khi ngồi thiền một thời gian sau họ thấy mắt hơi thở, họ mở mắt ra, cái mình nói chứ khi mà mắt hơi thở mà mở mắt ra, bạn có niệm thấy à không? Cái họ không có niệm là mình biết là họ thiếu chánh niệm, cho đó một điểm ghi xuống. Thứ hai nữa là họ mở mắt ra để chi? Để họ đi tìm cái hơi thở sao? Là lúc bây giờ là họ lại mất đi một cái phóng tâm, seeing và lại wandering, hai cái đó không có trong cái main object. Họ ở trong cái second object rồi. Quý chư tăng như này nắm được ha. Cái đó là mình mới kéo họ vô trở lại.
không có gì lo. Khi mà ngồi thiền đó, khi ngồi thiền đó, ngay từ ngồi thiền đó mà nó mắc hơi thở, thì lúc bây giờ mình nói chứ stop it, stop it, stop it, tức là nó ngừng rồi. Quen nè, rồi chứ chưa, rồi chư tăng chư ni chỉ họ sitting, touching. Sitting là ngồi nè, touching là touching nè, cái bàn chân của mình nè đụng với nhau nè, cái bàn tọa của mình nè đụng với cái tọa cụ nè. Sitting, touching, sitting, touching. Cái tâm của họ vẫn giữ trong cái đó, gọi là cái này nó vẫn còn ở trong cái trạng thái gì, chú niệm, ta gọi là noting, noting, luôn luôn ở trong chánh chánh niệm, luôn luôn ở trong chánh niệm và luôn luôn có sự ghi ghi nhớ trong chú chú niệm, không cho họ phóng ra, mà mình cũng không được phóng ra, tâm của mình không có được phóng ra, luôn luôn phải ở trong cái đó. Noting, noting, sitting, touching. Nếu hai cái này mắc, phòng à, sập à, mắc, thì chúng ta niệm ngồi à, đụng à, ngồi à, đụng à, ngồi à, đụng à. Cái tâm chúng ta cứ vẫn giữ lại ở đây, ngồi à, đụng à, giữ vào cho đây. Được một chút xíu, cái hơi thở nó trở lại, chúng ta gọi là gì? In, out, rising, falling, rising, falling. Kịp chưa? Nắm được chưa? Và ha, hiệp chưa? Là không có khi nào mà chúng ta làm cho nó phóng cái tâm mình đi được. Giữ cái tâm mình, giữ cái tâm mình. Như kỳ trước, năm trước á, sư có hướng dẫn cho chư tăng chư ni, quý Phật tử mình cái vấn đề mà con ếch á, con cóc có bỏ trong dĩa đó, nhớ không? Có nhớ không? Sư có hướng dẫn cái nhớ không? Chắc quên rồi, về nhà lo chuyện Phật sự chùa quá cái quên hết rồi. Con cóc nó bỏ trong dĩa đó, nó búng ra, bắt bỏ vô. Nó búng ra, bắt bỏ vô. Búng ra, bắt bỏ vô. Búng ra, bắt bỏ vô, bẻ hai chân nằm im luôn. Hiểu không? Hiểu nhớ rồi ha? Được chưa? Do đó đó, chúng ta khi ngồi, rising, falling, in and out. Khi mắc hai cái này, mắc hai cái hơi thở nó mắc, thì ta đưa qua cái đề tài mới. Cái đó là cũng là main object. Sitting, touching, sitting, touching. Nghe chưa? Ngồi à, đúng à, ngồi à, đúng à. Làm sao cái tâm mình có trở lại trong cái noting, ở trong cái trạng thái chú niệm, và không có cho phóng đi. Nghe chưa? Rồi khi ta đứng nè, thì hành giả, chư tăng chư ni, quý Phật tử đứng rồi nè. Standing, rồi đứng rồi ha. Rồi bắt đầu rising, falling, rising, falling, phòng a, sập a, phòng a, sập a, đứng ở đây. Có chưa? Rồi chúng ta đứng. Khi nào đứng? Nó có ba cái trường hợp đứng. Thiền đứng nó có ba. Khi nào đứng? Từ cái thiền hành đi qua cái thiền đứng, nó có cái đứng, đúng không? Mình đang ngồi. Khi mình đứng lên gọi là gì? Là thiền đứng. Standing, đúng không? Đó là một. Thứ nhất là từ cái ngồi đổi qua cái đứng, thì mình phải niệm đứng à. Đó là điều thứ nhất. Được chưa? Cái điều thứ hai là khi mình đang đi tới cái bờ tường cuối, tới cái chỗ mà mình phải quay, đúng không? Tới cái đi tới đây rồi nè, bước nè, phải nè, trái à, bước phải nè, trái à, đứng à. Cái là trường hợp thứ hai, đúng không? Hiểu chưa? Đạo đắc thứ hai là có trường hợp đứng. Là khi nào? Là khi ta đi tới cuối đường thì ta mới có cái trạng thái đứng, thì chúng ta phải niệm đứng à. Hiểu chưa? Cái trường hợp thứ ba, khi nào có trường hợp đứng, là khi ta quay trở lại, xoay à, ta gọi là turning around đó, nhưng mà ta gọi là turning, xoay à. Các em nè, coi chưa? Coi chúng ta lúc ấy là gì? Standing. Chúng ta nghỉ ở tại đây,
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là bắt đầu là chúng ta làm cái gì? Standing. Get you? Chúng ta standing.